Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, từ nhiều năm nay, việc chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng luôn được các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đặc biệt quan tâm, qua đó thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc đối với những hy sinh của các mẹ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chiến tranh đã qua đi, dù nỗi đau không thể nào nguôi, nhưng mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Mài, thôn Ân Thi 3, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, vẫn luôn tự hào vì các con của mình đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Chiến tranh tàn khốc, chỉ trong vòng một năm đã lấy đi của mẹ hai người con. Để nguôi ngoai nỗi nhớ, mẹ đã tình nguyện chăm sóc các phần mộ nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương trong nhiều năm liền. Vì dân vì nước, thấy các em cái nghĩa vụ hai em hy sinh cả là một lúc, cũng thương, cũng suốt. Mà thôi, đau thương mất mát đấy, nhưng mà được sự phụng dưỡng của con cái mới lại tất cả các ban ngành đoàn thể, mẹ tôi bây giờ cũng phấn khởi. Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Nhất, 92 tuổi, thôn Trà Vương 3, xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, có chồng và con trai hy sinh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Dù nỗi đau vô hạn, nhưng mẹ, một nữ du kích Hoàng Ngân, vẫn luôn tự hào về chồng, con đã hy sinh vì Tổ quốc. Bên cạnh sự hiếu thuận của các con, mẹ còn được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Những năm mà con của mẹ đi vắng vào miền Nam 20 năm, chúng tôi giao cho các ngành đoàn thể và cấp ủy cơ sở thăm mẹ, nhất là những ngày mưa bão, là đến để tu sửa lại những hệ thống cánh cửa, để che chở cho mẹ đỡ bị dột. Đến bây giờ thì con của mẹ đã về, thế nhưng anh em chúng tôi vẫn duy trì đến để động viên mẹ. Xương máu thì mất nhiều, mất không thể cái gì bù đắp được. Nhưng mà động viên lại cái tinh thần từ đảng, nhà nước, chính quyền địa phương, các cấp chăm sóc những cái tuổi già cho cụ. Rất quan tâm đến cụ, cụ rất phấn khởi. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây Nam, mẹ Phạm Thị Đạm đã đưa tiễn hai người con trai lên đường nhập ngũ và lần lượt nhận được tin hy sinh của các con. Để mẹ vơi bớt nỗi đau, bên cạnh việc trao trợ cấp hàng tháng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên còn cử các ban ngành đoàn thể trực tiếp chăm sóc mẹ. Vào các dịp lễ Tết, phường đến thăm hỏi, động viên rồi tặng quà, tri ân đối với mẹ. Và đặc biệt là phường cũng kêu gọi các công ty doanh nghiệp cũng thường xuyên đến thăm hỏi để mẹ an vui cùng với con cháu. Chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có trên 2.200 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 36 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và hiện các mẹ đều đang được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng.